những nội dung chính trong bản tin làm nông thông minh hôm nay. Thanh Hóa cất 2 bằng đại học, bỏ phố về quê lọ mọ nuôi ốc bươu đen dưới ao, thu cả tỷ đồng một năm. Măng mai Lâm Thượng đạt 3 sao OCOP, cả làng cùng trồng yên tâm đầu ra. Một nữ thạc sĩ là giám đốc hợp tác xã tiên phong trồng dâu tây công nghệ cao, mang về thu nhập ổn định. Thưa quý khán giả, đảo Cát Bà thuộc huyện Cát Hải có môi trường tự nhiên thuận lợi, giác hệ thực vật phong phú, đa dạng, môi trường không khí trong lành, nhiều loài hoa quý, cho nên mật ong ở đây có đặc trưng riêng và giá trị cao. Chính vì thế mà huyện Cát Hải đề xuất đưa mật ong Cát Bà vào dự án quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu sản phẩm đặc trưng trên địa bàn Hải Phòng giai đoạn 2021-2030. Toàn huyện Cát Hải có 195 hộ, nuôi khoảng 2.300 đàn ong, nằm rải rác ở 7 xã thị trấn trên địa bàn đảo Cát Bà, với sản lượng trung bình mỗi năm đạt trên dưới 10.000 lít. Các hộ dân ở những xã này đều nuôi ong, hộ nuôi ít nhất cũng từ 3 cho đến 5 đàn, hộ nuôi nhiều có khoảng 200 đàn, với giá trên thị trường khoảng 350.000 đồng một lít. Mỗi năm người dân ở đảo Cát Bà thu về khoảng 4 tỷ 400 triệu đồng. Năm 2020, sản phẩm mật ong Cát Bà đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Cát Bà Xanh. Việc nuôi ong không chỉ giúp cho người dân có kế sinh nhai mà còn hỗ trợ tích cực vào công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý khán giả, Đà Lạt là xứ sở ngàn hoa, nhưng giờ đây phải nói là toàn tỉnh Lâm Đồng là xứ sở của hoa, nên việc phát triển các giống hoa mới để làm phong phú chủng loại các loài hoa đã được các doanh nghiệp hợp tác xã rất mong muốn. Chính những yêu cầu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã lập kế hoạch chi tiết thực hiện đề án nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu có bản quyền các giống hoa mới có giá trị thương mại cao, thích nghi với điều kiện canh tác của Lâm Đồng để phục vụ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm hoa nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Kế hoạch dự kiến sẽ nhập nội 55 giống hoa từ 7 quốc gia Hà Lan, Costa Rica, Nhật Bản, Thái Lan, Israel, Ecuador và Trung Quốc, với tổng số trên 2 triệu hạt, ngọn, cây, lá, củ giống hoa các loại như phi yến, calla lily, lily đửa, huệ tây, mao lương, thược dược, cát tường, hoa chuông, giống môn, hoa hồng. Doanh nghiệp nhập khẩu sẽ tiến hành triển khai 220 điểm khảo nghiệm để đánh giá giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống mới. Lâm Đồng giao 5 đơn vị thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt được nhập khẩu giống hoa mới gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hatch Farm, Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Ngọc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Hồng Hoàng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Chi An và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sakata Việt Nam. Tổng kinh phí để nhập khẩu giống hoa là hơn 22 tỷ 400 triệu đồng do các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt tự đầu tư kinh phí nhập khẩu giống. Hiệp hội Hoa Đà Lạt định hướng lựa chọn các doanh nghiệp đảm bảo uy tín, năng lực để triển khai thực hiện đề án để có nguồn hoa chất lượng cao. Từ rất lâu, măng mai đã trở thành một món ngon nổi tiếng của đất Lục Yên, tỉnh Yên Bái, với mùi vị thơm ngon, giòn là đặc sản của đồng bào Tày, dùng để đại khách quý khi đến nhà và vào mỗi dịp gia đình có đám tiệc, hội hè và Tết nhất. Cây măng mai hiện nay đang là một trong những cây chủ lực trong phát triển kinh tế của xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thương hiệu măng mai Lâm Thượng đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Măng mai thực sự trở thành cây giúp cho người dân ở xã Lâm Thượng vươn lên khá giả. Trong bản tin làm nông thông minh ngày hôm nay xin được chuyển đến quý khán giả lợi ích kinh tế mà măng mai đem lại. Xã Lâm Thượng có hơn 500 ha diện tích trồng cây măng mai và là xã có diện tích trồng măng mai lớn nhất huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Tới thời điểm này, bà con nông dân đang thu hoạch măng mai để bán cho các thương lái. Do phù hợp với điều kiện khí hậu, chất đất của địa phương nên măng mai được mùa, bà con rất phấn khởi. Ước tính 1 hectare măng mai thu được 30 tấn măng tươi. Vụ măng mai năm nay, bà con nhân dân toàn xã sẽ thu hoạch trên 15.000 tấn măng tươi, với giá bán măng dao động từ 3.500 đến 4.500 một ký, giúp xã thu về trên 6 tỷ đồng. mỗi hecta có thể giúp nông dân thu về cả 100 triệu đồng một năm. Mới đầu chỉ có mấy hộ dân trồng, nhưng do ưu điểm vừa có thể tận dụng cây làm rau, vừa có măng ăn, cải thiện bữa ăn gia đình và được thị trường ưa chuộng, nên đến nay gần như cả xã gia đình nào cũng trồng cây măng mai. Cây măng mai có đặc tính là dễ trồng, phù hợp với cả đất dốc và đất bằng, không tốn công chăm bón, không sâu bệnh. Loại măng này ngoài ăn tươi thì nông dân cũng đem phơi khô nên bảo quản được lâu. Bất cứ chỗ nào có nắng cũng được bà con tận dụng để phơi măng. Vâng, măng phơi trong sân, măng phơi ngoài ngõ, măng phơi ra giường, măng phơi bên ruộng lúa tươi xanh, măng dương cả ra những phên lúa đặt trên mặt ao, luống qua, cho thấy một vùng chuyên canh măng đặc trưng của tỉnh Yên Bái. Thưa quý khán giả, đang làm chủ một lò luyện thi trong thành phố Vũng Tàu với mức thu nhập khá cao, nhưng anh Cao Văn Thức vẫn quyết định bỏ về quê ở xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, đào ao nuôi ốc bu đặc sản cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Khi nhận thấy giá trị kinh tế cao của con ốc bu đen, anh Cao Văn Thức quyết tâm mua 1 triệu đồng tiền ốc giống từ Hải Phòng về nuôi thử nghiệm. Qua một tuần, 2.000 con ốc giống phát triển đều, đẹp, cho nên anh quyết định đầu tư mua thêm 5 dạng ốc giống nữa về để thả nuôi. Theo anh Thức, ốc là loài không khó nuôi, thức ăn của chúng khá đa dạng, có thể tận dụng nguồn thức ăn từ tự nhiên như bèo, rau củ quả, các loại thực phẩm thả nổi trên nước. Đối với mô hình nuôi ốc của anh Thức thì anh sử dụng nguồn thức ăn chính cho ốc là bèo cám và bí đỏ. Về kỹ thuật ấp trứng ốc, anh Thức cho biết khi ốc đẻ trứng, phải tranh thủ nhặt trứng ốc từ sáng sớm, tránh nắng nóng làm trứng bị khô. Sau đó, mang trứng ốc vào đựng ở các thùng xốp để ấp nở lấy con. Quá trình ấp thì phải thường xuyên quan sát, phun tưới nước sạch đủ độ ẩm cho trứng. Sau thời gian ấp từ 15 đến 20 ngày, trứng ốc sẽ nở thành con. Đối với thời tiết nắng nóng như hiện nay, cần phải tạo hệ sinh thái cho ao nuôi thì ốc mới có thể phát triển được. Trên diện tích ao của mình, anh thả rong và bèo cánh như vậy, vừa để giữ nhiệt độ nước ao ổn định, vừa tạo chỗ cho ốc bám vào. Dọc các bờ ao, anh Thức trồng chuối tạo bóng mát cho ốc. Bên cạnh đó, để hạn chế bệnh đường ruột và bệnh sưng vòi ở ốc, anh sử dụng thuốc vi sinh đáy 1 tuần 1 lần. Thuốc diệt khuẩn gồm iodine, thuốc tím 2 tuần 1 lần và thuốc ngừa bệnh đường ruột 1 tuần 1 lần trộn với cám. Những năm qua, trại nuôi ốc của anh Thức trở thành mô hình kinh tế tiêu biểu của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều người dân tới học hỏi kinh nghiệm nuôi ốc nhồi của anh và được anh Thức sẵn sàng chuyển giao kỹ thuật cho những hộ có nhu cầu. Anh Thức chia sẻ kinh nghiệm, nếu nuôi ốc thịt thì sẽ bắt đầu mùa thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch. Mùa thu hoạch ốc giống bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 6 âm lịch. Thưa quý khán giả, ăn theo thuở, ở theo thì, lời truyền dạy của ông bà xưa chưa bao giờ là thừa. Như hiện nay, tình hình dịch bệnh phức tạp, các hộ sản xuất hoa màu cũng đã chuyển hướng cho phù hợp hơn. Hiện nay, các hợp tác xã, người dân trồng chuyên canh hoa màu ở các vùng rau trọng điểm của Bình Định chuyển mạnh sang các loại rau ăn lá ngắn ngày nhằm nhanh chóng phục vụ thị trường trong bối cảnh dịch bệnh. Anh Trần Bảo Diệp ở thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Quài Ân, tỉnh Bình Định, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao La Phàm Ân Phong, có 2.000 m² nhà màng. Trước đây, anh dự kiến sẽ trồng dưa lưới, dưa leo, cà chua, trong đó chiếm nhiều nhất là dưa lưới với 1.500 m². Thế nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát lên, nhiều nơi, nhiều địa phương hạn chế việc đi lại. Dự lượng nguồn rau xanh nhập về Bình Định từ các tỉnh ngoài sẽ hạn chế, dẫn tới nguồn rau cung ứng cho người tiêu dùng trong tỉnh nguy cơ bị thiếu, nên anh đã chuyển sang trồng rau ăn lá ngắn ngày như rau cải, dưa leo, rau gia vị. Người trồng rau ở vùng sản xuất rau an toàn của Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định còn linh động trong sản xuất hơn vào thời điểm này. Theo ông Phạm Long Thăng, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hiệp, trên địa bàn, hợp tác xã có trên 13 hecta trồng rau xanh tập trung tại thôn Lục Chánh. Hiện sức tiêu thụ rau trên thị trường rất mạnh nên bà con đang tranh thủ sản xuất. Để kịp thời phục vụ nhu cầu, nông dân đã chuyển mạnh sang trồng các loại rau ăn lá, những loại rau cực ngắn ngày, chỉ từ 20 đến 25 ngày là thu hoạch nhằm nhanh xoay vòng mùa vụ, tăng sản lượng thu hoạch, đáp ứng nhu cầu của các siêu thị. Hiện cước phí vận chuyển rất cao và đi lại khó khăn nên có nguồn rau xanh cung tại chỗ là một lợi thế. Người dân không phải tốn nhiều chi phí cho bữa ăn hàng ngày và doanh nghiệp, cửa hàng cung cấp thực phẩm cũng không quá vất vả để tìm nguồn hàng. Thưa quý khán giả, nông nghiệp công nghệ cao là một xu hướng tất yếu. Nhiều nông dân, hợp tác xã quyết định đầu tư lớn để xây dựng dùng nguyên liệu sạch đảm bảo yêu cầu của thị trường. Hợp tác xã Trường Anh, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng là một trong những đơn vị đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở tỉnh miền núi Cao Bằng. Xin giới thiệu đến quý khán giả. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê gắn bó với nghề nông, đất đai phì nhiêu, nhưng người dân bao năm qua vẫn chưa tìm ra cách làm giàu từ nông nghiệp. Chính điều đó đã thôi thúc chị Đoàn Thu Trà, giám đốc hợp tác xã Trường Anh, nung nấu ý chí làm nông nghiệp hiện đại để làm giàu từ nông nghiệp. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học cây trồng, chị có cơ hội nghiên cứu thực nghiệm ở trung tâm giống cây trồng Trâu Quỳ thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chị mạnh dạn tìm các loại giống cây ăn trái chất lượng cao như bưởi, cam, chanh, xoài, lê về cho bà con ở quê trồng thử nghiệm. Chỉ còn hướng dẫn người mua cách trồng, cách chăm sóc, bón phân nào để cây cho ra nhiều hoa, có nhiều trái và khi trái chín được to, mọng nước và vị ngon hấp dẫn. Với niềm đam mê với cây dâu tây, chị tìm tòi, mày mò, học hỏi, áp dụng kiến thức. Ban đầu chỉ là trồng thử với 100 cây giống. Vụ đầu tiên, dâu tây cho trái nhỏ nhưng có vị ngọt hấp dẫn. Dù chưa đem lại hiệu quả như mong muốn, nhưng đã cho thấy khí hậu ở Cao Bằng cũng phù hợp, thích nghi với sự phát triển của dâu tây như Đà Lạt, Sapa, Mộc Châu. Và chị tiếp tục trồng các vụ sau đó, rút kinh nghiệm dần dần. Năm 2017, với số tiền dành dụm và vay thêm 50 triệu đồng, chị đã xây dựng hệ thống nhà màng diện tích 500 m² với tổng chi phí trên 100 triệu đồng để trồng dâu tây và trồng thêm hơn 1.000 m² ngoài trời. Việc trồng dâu tây được tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình sản xuất sạch, công nghệ cao, sử dụng phân hữu cơ, tạo môi trường cho trái dâu phát triển thuận lợi, đem lại năng suất vượt trội. Các giống dâu tây đem về trồng chủ yếu là giống New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản. Do áp dụng đúng quy trình kỹ thuật công nghệ cao, cây dâu tây sinh trưởng và phát triển tốt. Giá bán tại vườn bình quân là từ 250 cho đến 300.000 đồng một ký. Nếu chọn lọc trái to, đẹp và đóng hộp, giá là từ 350 cho đến 400.000 đồng một ký. Với diện tích 1.500 m², bước đầu cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Từ hiệu quả ban đầu năm 2018, Trà tiếp tục đầu tư hơn 250 triệu đồng, xây dựng thêm hơn 1.000 m² nhà màng, nâng diện tích nhà lưới lên hơn 1.500 m² để trồng dâu tây và trồng 3.000 m² dâu tây ngoài trời. Do canh tác có hiệu quả nên quy mô sản xuất của hợp tác xã Trường Anh tăng lên gần 4 hecta, trong đó có 7.500 m² hệ thống nhà màng chuyên trồng dâu tây và các loại dưa. Sản phẩm dâu tây của hợp tác xã đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, được chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao OCOP. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin Làm Nông Thông Minh ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin ngày mai.